Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea, cũng gọi là Tiberia. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philip-phê: Ta mua đâu được bánh cho những người ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philip-phê thưa: 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong các môn đệ tên là An-rê, em ông Simon Phê-rô, thưa cùng Người rằng: Ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người? Chúa Giêsu nói: Cứ bảo người ta ngồi xuống. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ 5.000. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh dụng do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: Thật, ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong câu chuyện về việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều và về việc của tiên tri Elise cũng hóa bánh ra nhiều, thì Chúa muốn dạy chúng ta điều gì? Tại sao phải cần có bánh để mà ăn? Trong tinh thần này, chúng ta cùng nhau chia sẻ ở những điểm sau đây. Đó là: con người trong cảnh thiếu thốn có mặt. Đó là lòng thương xót và quảng đại của Thiên Chúa. Và sau cùng là đến lượt của mỗi người chúng ta phải làm gì. Những con người trong những hoàn cảnh thiếu thốn. Câu chuyện trong sách Các Vua và trong Phúc Âm viết lại về những người trong hoàn cảnh thiếu thốn, đó là tất cả họ đều đói. Trong xứ của tiên tri Elise thời của ông thì có cái nạn đói
đang hoành hành. Trong trường hợp của Chúa Giêsu, một nhóm đông đảo dân chúng đi theo Chúa, đến với Chúa để nghe Chúa giảng dạy, để được Chúa chữa lành bệnh. Nếu trước đó họ đói khát cái lời của Chúa, và Chúa Giêsu đã có cái dịp cho họ ăn đỡ đói bằng lời giảng dạy của mình, thì giờ đây bao tử của họ lại đói, đói của ăn vật chất. Tiên tri Elise và Chúa Giêsu đã đáp ứng, đã lấp đầy cái sự thiếu thốn này. Dĩ nhiên là chúng ta cũng nên biết những người đến với tiên tri Elise và những người đến với Chúa Giêsu thì thuộc nhiều thành phần khác nhau ở trong xã hội, nhiều lứa tuổi khác nhau. Có những trẻ em, có những người trưởng thành và những người già cả. Có những người có đời sống tinh thần cao, ngược lại cũng có những người có những cái tâm hồn rất là tầm thường. Có những người ngay lành, nhưng cũng có những người gian dối. Tóm lại, có tất cả mọi thứ người, nhưng tất cả những người này họ đều có một cái đói chung. Chúng ta cũng nên biết rằng Thiên Chúa thì không nhìn đến điều kiện riêng biệt của từng người. Thiên Chúa không phán xét họ theo đức tin hay không tin, gần Chúa hay không. Thiên Chúa không kỳ thị, phân biệt ai cả. Ở đây, Ngài chỉ nhìn những thiếu thốn của họ và làm mọi sự để họ được no đầy. Điều này cho thấy cái lòng thương xót của Thiên Chúa. Tiên tri Elise, trước cái đói của dân ông và trước bánh và dầu ông nhận được, ông không ngần ngại một giây phút nào hết. Ông đã ra lệnh cho đầy tớ hay là mấy tiểu đồng cho dân chúng ăn đi. Chúa Giêsu trước đám đông đi theo người, họ đói, nên Chúa Giêsu hết sức cảm động và Chúa Giêsu muốn đáp ứng nhu cầu của đám đông theo Chúa. Chúa Giêsu động lòng thương, Chúa Giêsu cảm động, tức là Chúa Giêsu cũng đau khổ như những người đau khổ. Chúa Giêsu đã mở trái tim ra với những người khác để cảm thông cái nỗi đau, sự thiếu thốn của họ, để an ủi, giúp đỡ họ. Và dĩ nhiên chúng ta cũng nên biết rằng cái động thái của con tim là ưu tiên trước một cái nhu cầu rõ ràng như thế, nhu cầu đói. Nhưng bình thường nó không dừng lại ở đó, bởi vì nghe người khác hay là thấy người khác đau khổ, vỗ vai cũng chưa đủ, cần phải bước thêm một bước nữa, đó là cho với lòng quảng đại, như trường hợp của tiên tri Elise và của Chúa Giêsu. Lòng thương xót của tiên tri Elise và của Chúa Giêsu không chỉ ở trong con tim, không chỉ để biết, không chỉ để nhìn, nhưng mà lòng thương xót đó được thể hiện ra nơi bàn tay. Lòng thương xót đó không dừng lại ở trong tâm tình tốt, lòng thương xót đó cử động, lòng thương xót đó trả lời cụ thể những cái nhu cầu trước mắt. Lòng thương xót đó là cho người đói thức ăn, cho người khác thức uống. Và lòng thương xót của Chúa rất là đặc biệt,
Chúa không những cho ăn nhưng còn cho ăn một cách dư thừa. Cho nên cho như thế mới thấy được cái tấm lòng quảng đại của Chúa. Lòng quảng đại của Chúa bắt nguồn trong tình yêu của Ngài đối với dân chúng, đối với chúng ta. Chúa tự hiến thân mình và ngay cả tha thứ mà không tính toán, không đo lường. Lòng thương xót của Chúa, lòng quảng đại của Chúa luôn luôn tràn đầy. Thánh Augustino có một cái câu so sánh về tấm lòng quảng đại của Chúa, đó là mức độ đo lường tình yêu của Chúa là yêu thương không mức độ. Yêu thương không có tính toán, không có đo lường. Yêu thương không có cân đo đồng đếm. Yêu thương không có phân biệt. Đó, lòng thương xót đi kèm với lòng quảng đại của Chúa là như thế. Thì đến lượt của chúng ta ngày hôm nay, theo gương Chúa Giêsu, theo gương tiên tri Elise và trong giáo huấn của Thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi mở cặp mắt, mở cửa con tim để dò tìm ra, đoán ra những nhu cầu của người khác. Nghĩa là chúng ta không nên ở nhà đợi họ đến với chúng ta nói ra những nhu cầu, nhưng chúng ta nên đi trước nếu có thể được. Bởi vì chúng ta biết rằng ngày hôm nay những sự thiếu thốn xảy ra cũng đầy dẫy trên bệnh viện cá nhân thôi. Bệnh hoạn, thất nghiệp, nghèo đói, khốn khổ, thất vọng, vân vân. Trên bệnh viện tập thể và trên thế giới, như điển hình nhất là cơn dịch bệnh Covid-19 này đã hoành hành như thế nào. Các cái cơn đói, những trận động đất, những hỏa hoạn, những khủng bố vân vân. Đây là những cái thiếu thốn hiện diện ở trong từng cá nhân và trên thế giới. Chính vì thế mà chúng ta được mời gọi cảm thông với những nhu cầu của tha nhân. Có đi vào trong hoàn cảnh của người khác thì chúng ta mới chia sẻ được đau khổ với họ. Chúng ta được kêu mời hành động, nghĩa là không phải để ở trong con tim, nhưng mà chúng ta mở đôi tay ra cho mà không tính toán. Chúng ta cho theo gương Chúa mà không cần phân biệt người đó là ai. Đọc lại phúc âm, chúng ta mới thấy rằng Chúa Giêsu không tuyển lựa trong đám đông để cho họ bánh, phải cho người nào còn không cho người nào, không có. Chúa Giêsu ban cho hết tất cả mọi người mà không đặt vấn đề về điều kiện riêng biệt của từng người. Noi gương Chúa, chúng ta mở con tim và cho với lòng quảng đại. Anh chị em thân mến, chúng ta cần noi gương Chúa Giêsu và tiên tri Elise, cho mà không tính toán, can đảm mở tấm lòng ra đối với những thiếu thốn của người khác. Làm được điều đó là chúng ta thực hành cái giới răn lớn nhất và quan trọng nhất trong 10 giới răn: thương yêu tha nhân như chính bản thân mình. Nhất là những tha nhân đó đang trong hoàn cảnh tung cực. Làm được điều đó, chúng ta sẽ ngày càng giống
Chúa Giêsu Kitô hơn. Ước gì chúng ta được như thế.